mọi người, Lan Anh đây. Đã sắp bước qua năm mới rồi, Lan Anh hy vọng năm 2023 sẽ là một năm đầy sự hứng khởi. Bắt đầu với một video mình sẽ mặc gì vào những ngày Tết, Lan Anh sẽ đem đến cho mọi người những gợi ý về những buổi tiệc cuối năm cùng bạn bè, đồng nghiệp hay là đêm giao thừa ấm áp cùng gia đình và không thể thiếu những ngày đi chúc Tết. Mời mọi người xem video nhé! Đêm giao thừa luôn là một đêm đầy sự hồi hộp của bản thân mình ngày bé. Sau khi đã dọn nhà lau cửa thì mình cũng tân trang một chút để đón bà đến xong đất đó. Cho nên năm nào nhà mình cũng thức đến 1-2 giờ sáng cùng nhau ăn bánh và uống rượu. Mình chọn một chiếc đầm nhẹ nhàng thanh lịch để mọi người có đi nhà thờ hay đi chùa đầu năm thì vẫn kín đáo và nhẹ nhàng. Phụ kiện cho các ngày Tết mình luôn ưu tiên ngọc trai để tăng phần sang trọng. Năm nay mình còn thích quàng khăn nữa chứ, túi cói là mình thấy hợp nhất với outfit này và mình cùng đi lễ giao thừa thôi. Mình luôn chọn áo dài cho ngày mùng 1 Tết bởi vì mình thích sự truyền thống đáng yêu này. Đối với mình thì áo dài mình không thích mặc hở hang hay cut out lắm, cho nên là những tà áo mềm mại thướt tha luôn làm tim mình rung động. Năm nay thì mình chọn áo dài thượt dược đến từ Xéo Sọ. Đây là một thương hiệu mà mình say đắm từ thời còn sinh viên cơ. Hoa thượt dược còn mang ý nghĩa riêng cho từng màu hoa nữa. Mình thấy trên áo dài của mình có hoa thượt dược màu đỏ là tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào và hạnh phúc bền vững. Bên cạnh đó, nó còn là tượng trưng cho nhiệt huyết, đam mê và mãnh liệt của tuổi trẻ. Hoa thượt dược màu trắng còn tượng trưng cho sự trong sáng, thuần khiết và dịu dàng của người con gái. Xong ngày đầu năm quay quần bên gia đình rồi, bạn bè vẫy gọi thì mình phải đi thôi. Outfit này Lan Anh thấy mình hơi trẻ quá nhưng mà các bạn có thể thử xem sao nha. Áo yếm phong chữ A sẽ khiến cho mình năng động và thoải mái hơn. Vậy đến bài nữa, các bạn có thể phối với sneakers hoặc là loafers. Còn mình thì thích phối với boots để lạ hơn và nữ tính hơn một chút xíu. Điểm nhấn của chiếc áo yếm này chính là hai hàng nút màu cam khá là dễ thương và chất liệu vải nhung khiến cho mình cảm thấy đầm thắm nhưng mà không quá năng động bởi cái form áo yếm này. Người yêu ơi, em tới đây. Đây là outfit có phần hơi sexy so với sở thích của mình, nhưng mà mình thấy cũng ok la, không bị quá béo và xô thịt. Chiếc corset dành cho các bạn hơi to phần trên như mình, chính là mình có thể chọn dây cách điệu nha. Lưu ý là những chiếc áo khiến phần mở nách của mình không bị lòi ra quá là đã 8 điểm rồi. Mình vẫn chọn kín kín một xíu cho nên là mình mang quần tất và cao gót để nữ tính hết nước luôn. Giày cao gót mà Lan Anh đang mang đến từ một local brand và Lan Anh thấy cái chất liệu của đôi giày này rất là được luôn. Mọi người hãy check out thử nha. Phụ kiện Lan Anh phối kèm đó chính là một chiếc nơ cài ở trên đầu. Đây là một dạng twilly mà Lan Anh có kết hợp ở cái bộ outfit đi chơi với bạn bè. Lan Anh cột cao là Lan Anh sẽ cột cao. Còn đi chơi với người yêu thì mình sẽ xõa một nửa ra để nữ tính hơn. Và đó chính là những gợi ý của Lan Anh về trang phục cho ngày Tết. Lan Anh hy vọng mọi người sẽ thích những gợi ý này và chọn cho mình được một outfit hợp với bản thân nhất. Đừng quên cho video này một like nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau. Bye bye.